Xin được cảm ơn phần biểu diễn của ca sĩ Hải Yến, Nhật Quyên, Ngọc Vân và vũ đoàn Lạc Việt với ca khúc Quê Hương Ba Miền. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành tặng cho các nghệ sĩ, thưa quý vị. Xin được cảm ơn quý vị. Cảm ơn các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, ca khúc vừa rồi như một lời chào mở đầu đến với toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, cùng quý doanh nhân doanh nghiệp, cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Thương hiệu uy tín chất lượng quốc gia năm 2023. Chương trình do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Phương Nam tổ chức và đang được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại nhà hát Bến Thành. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Vĩnh Hồ và Thanh Phương xin được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và chúc cho chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin được cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, trước sự phát triển ngày một đi lên của đất nước, của dân tộc, chúng ta hết sức phấn khởi trước sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian vừa qua, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp luôn trong tâm thế sẵn sàng vượt qua khó khăn, thách thức và không ngừng đổi mới sáng tạo để tìm ra hướng đi mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng thông thái hiện nay. Chính vì vậy, các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục là lực lượng tiên phong và đóng vai trò nòng cốt trong sự phát triển kinh tế đất nước. Kính thưa quý vị, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á phối hợp với các đơn vị chuyên ngành cùng tổ chức chương trình Thương hiệu uy tín chất lượng quốc gia năm 2023 lần thứ 9 cùng với sự tài trợ của hệ thống Anh ngữ Á Châu. Chương trình là một trong những hoạt động khảo sát, đánh giá, xét duyệt và xếp hạng mức độ danh tiếng của các thương hiệu, nhãn hiệu của các doanh nghiệp. Đồng thời, ban tổ chức mong muốn chương trình sẽ tạo đà để thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong công cuộc nâng tầm giá trị thương hiệu Việt thông qua các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, tạo được sự tín nhiệm trong lòng khách hàng. Hôm nay, ban tổ chức chương trình Thương hiệu uy tín chất lượng quốc gia năm 2023 long trọng tổ chức buổi lễ công bố các doanh nhân doanh nghiệp xuất sắc đã đạt được tiêu chí cho chương trình lần này. Và góp phần mang đến sự thành công không nhỏ dành cho chương trình, chúng tôi rất hân hạnh khi được chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng trưởng cơ quan thường trực Ban dân vận Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được chào đón ông Nguyễn Gia Việt Huy, Phó Tổng lãnh sự Cộng hòa Philippines. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Ngọc Trung, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Bộ Công Thương. Xin được chào đón ông Lê Xuân Hô, Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Công nghiệp Châu Á. Trân trọng giới thiệu ông Trần Giang Khuê, trưởng văn phòng Cục Sở hữu Trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Vũ Hải, trưởng văn phòng Cục Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Trân trọng giới thiệu ông Bùi Phú Đức, Tổng thư ký Nghiên cứu Kinh tế Châu Á, trưởng ban tổ chức. Kính thưa quý vị, về phía nhà tài trợ xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhà sáng lập hệ thống Anh ngữ Á Châu. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Huân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Kính thưa quý vị và đặc biệt là sự hiện diện của các doanh nghiệp sẽ được vinh danh trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt. Và giờ đây là giây phút mà chúng ta đang hồi hộp chờ đợi và cũng là phần được mong chờ nhất trong buổi lễ ngày hôm nay. Lễ công bố các doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh trong chương trình Thương hiệu uy tín chất lượng quốc gia năm 2023 lần thứ 9. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu hai vị đại biểu. Trân trọng kính mời ông Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng trưởng cơ quan thường trực Ban dân vận Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và trân trọng kính mời ông Nguyễn Gia Việt Huy, Phó Tổng lãnh sự Cộng hòa Philippines sẽ lên sân khấu để trao chứng nhận và biểu trưng cho đại diện các doanh nghiệp nhận được danh hiệu thương hiệu uy tín chất lượng quốc gia năm 2023. Xin được trân trọng kính mời. Tiếp theo, chúng tôi xin được vinh danh và chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Matlick xuất phát điểm vào năm 2016 với tên gọi là câu lạc bộ Matlick, hiện là tổ chức giáo dục hàng đầu trong lĩnh vực giảng dạy online trực tuyến toán tư duy bằng tiếng Anh cho học sinh Việt Nam. Thông qua việc chọn lọc và kết hợp những ưu điểm của các chương trình toán từ các nền giáo dục tiên tiến, các giáo viên Matlick đã đem đến một luồng gió mới rất hấp dẫn và thú vị trong việc dạy và học tập cho môn toán. Nhờ áp dụng các phần mềm và công nghệ giáo dục hiện đại kết hợp với là quy trình giảng dạy sáng tạo và ưu việt,
Padlet giúp cho các em học sinh học tập với tinh thần vô cùng hào hứng và sôi động. Chúng tôi xin phép được mời hai vị đại biểu sẽ cùng tiến đến khu vực chụp hình với các doanh nghiệp xuất sắc nhận được vinh danh của chương trình. Và kính thưa quý vị, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng cho các doanh nghiệp của chúng ta. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đã được vinh dự, vinh danh trong chương trình ngày hôm nay. Và năm nay cũng là lần thứ 9 giải thưởng tôn vinh thương hiệu uy tín chất lượng quốc gia được tổ chức thành công tốt đẹp. Chúc cho các doanh nhân, doanh nghiệp được ghi nhận hôm nay sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, góp phần định vị thương hiệu rộng rãi và ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng của khách hàng. Ban tổ chức hy vọng chương trình đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong xã hội cũng như cộng đồng doanh nghiệp, từ đó nhân rộng ra các tập thể, các cá nhân điển hình, trở thành phong trào bền vững trong việc khẳng định giá trị thương hiệu Việt cùng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Kính thưa quý vị, thay mặt cho ban tổ chức, những người làm chương trình kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý, khán giả xem đài lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho các doanh nhân, doanh nghiệp của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, vững bước trên con đường hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành hỗ trợ cho chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng Phương Nam, Hệ thống Anh ngữ Á Châu, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV1 đã tài trợ và giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình thành công tốt đẹp. Còn bây giờ, chúng tôi xin phép được khép lại chương trình và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.